Sao Việt ly hôn tuổi xế chiều, nghệ sĩ Hồng Đào U70 thăng hoa cả nhan sắc lẫn sự nghiệp. Nghệ sĩ Hồng Đào năm 2019 thông báo ly hôn diễn viên Quang Minh. Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác, mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đi đúng theo kế hoạch của mình. Diễn viên chia sẻ chị mong những chuyện không vui của hôm qua được khép lại để chờ đón những điều mới mẻ trước mắt. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của chị ngày càng thăng hoa. Hồi tháng 4 năm 2023, nghệ sĩ Hồng Đào vừa có sự xuất hiện ấn tượng trong vai khách mời của series phim VIP. Thời lượng khoảng 5 phút song khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất và lối thoại bằng tiếng Anh trôi chảy. Tự nhiên của nữ nghệ sĩ, ngoài sự nghiệp thăng hoa, nghệ sĩ Hồng Đào có cuộc sống bình yên bên biệt thự nhà vườn ở Mỹ. Những lúc không bận công việc, Hồng Đào chọn sống lặng lẽ và hẹn gặp bạn bè ở không gian xanh đẹp ở nhà mình. Ở tuổi 70, nghệ sĩ Hồng Đào giữ được nhan sắc trẻ trung, tươi tắn. Nhờ sống tích cực, tư duy lạc quan nên nghệ sĩ Hồng Đào, 20 tuổi, thấy rõ. Chị tận hưởng cuộc sống độc thân bên con gái và luôn muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.